Hôm nay thì dẫn cả nhà mình đi đặt bìm bẹp nha. Chuyện là cái vườn nhà thì Thảo bu đen xuống đó cũng nhiều, mà ngặt một cái là lâu lâu xuống mò không có con nào hết trơn á cả nhà. Cha với mẹ ra vô coi thì cũng phát hiện ra thủ phạm, không biết ở đâu mà có mấy con bìm bịp nó kéo cả làng xuống tới đây ăn ốc rồi bỏ vỏ trên bờ nhóc hết trơn. Cả áo bu đen á và áo bu vàng nó đều ăn sạch và rất là nhiều lần á, và lâu dữ lắm rồi chứ không phải là mới đây nữa. Để đặt cái con bìm bịp á cả nhà thì mồi đó chính là trứng hột vịt nha. Mỗi lồng thì sẽ để một trứng hột vịt trong đây nè. Mỗi clip thì với mẹ sẽ đặt một cái. Thì thấy là hình như cái lồng này ngoài đặt bìm bịp ra thì có thể đặt chuột nữa hay gì đó. Bây giờ đặt xong rồi nè cả nhà, mình đợi tới chiều mình ra mình thăm nha. Dính con bìm bịp rồi mẹ ơi. Bìm bịp này theo cả nhà là Thi nên thả hay là mình làm cái món gì ăn đây? Cái đằng trước này không có rồi cả nhà. Trông trơn.